Thi Thiên 109 Hỡi Đức Chúa Trời mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng. Vì miệng kẻ ác và miệng kẻ gian lận hả ra nghịch tôi. Chúng nó nói nghịch tôi bằng lưỡi láo xược vây phủ tôi bằng lời ghen ghét và tranh đấu với tôi vô cớ. Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi. Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện. Chúng nó lấy giữ trả lành, lấy ghét báo thương hãy đặt một kẻ ác cai trị nó, cho kẻ cừu địch đứng bên hữu nó. Khi nó bị đoán xét, nguyện nó ra kẻ có tội và lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi. Nguyện số các ngày nó ra ít, nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi. Nguyện con cái nó phải mồ côi và vợ nó bị quá bùa. Nguyện con cái nó hoang đàn và ăn mày, phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng nó nguyện chủ nợ tận thủ mọi vật nó có, kẻ ngoại cướp lấy huê lợi về công lao nó. Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó, không ai có lòng thương xót con một côi nó. Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi, tên chúng nó bị xóa mất trong đời kế sau. Nguyện sự gian ác, tổ phụ nó, bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Nguyện tội lỗi mẹ nó không hề bôi bỏ được nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va để Ngài cất kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Bởi vì người không nhớ làm ơn, song bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn và kẻ có lòng đau thương đặng giết đi. Nó ưa sự rủa xả, sự rủa xả bèn lâm vào nó, cũng không thích chút phước, phước bèn cách xa nó. Nó cũng mặc mình bằng sự rủa xả khác nào bằng cái áo. Sự rủa xả chuông thấm vào thân nó như nước, vô xương cốt như dầu. Nguyện sự rủa xả vì nó làm những cái áo để đắp mình, như cái đai để thắt lưng luôn luôn. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi. Nhưng hỡi Chúa Giê-hô-va, nhân danh Chúa xin hãy hậu đãi tôi, vì sự nhân từ Chúa là tốt xin hãy giải cứu tôi, vì tôi khốn cùng thiếu thốn, lòng tôi bị đau thương trong mình tôi. Tôi qua đời như bóng ngã dài, bị đuổi đây đuổi đó khác nào cào cào. Gối tôi run yếu vì kiên ăn, thì tôi ra ốm không còn mập nữa. Tôi cũng thành sự sỉ nhục cho chúng nó. Hệ chúng nó thấy tôi bèn lắc đầu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi xin giúp đỡ tôi, cứu tôi theo sự nhân từ Chúa. Hầu cho người ta biết rằng ấy đây là tay Chúa, chính Ngài, Đức Giê-hô-va ơi, đã làm điều đó chúng nó thì rủa xả, nhưng Chúa lại ban phước. Khi chúng nó dấy lên, ác sẽ bị hổ thẹn. Còn kẻ tôi tới Chúa sẽ được vui vẻ. Nguyện kẻ cừu địch tôi phải mặc mình bằng sự sỉ nhục, bao phủ mình bằng sự hổ thẹn nó, khác nào bằng cái áo. Bây giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va, ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông. Vì Ngài đứng bên hữu người thiếu thốn, đặng giải cứu người khỏi kẻ đoán xét linh hồn người. Chương 21 Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một mũ quá nghèo bỏ vào hai đồng tiền. Ngài phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, mũ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dân làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giêsu phán rằng, những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống. Họ bèn hỏi Ngài rằng, Lại Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không ngài đáp rằng các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng ấy chính ta là đấng christ thì giờ đã đến gần các ngươi đừng theo họ lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu Ngài cũng phán cùng họ rằng, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ, kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi, mà giữ được linh hồn mình. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Du-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, huống cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cương thành nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhưng trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ, thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng Hãy xem cây vả và các cây khác khi nó mới nứt lộc các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến cũng vậy khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra hãy biết nước đức chúa trời gần đến quả thật ta nói cùng các ngươi dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến trời đất sẽ qua song lời ta nói sẽ không qua đâu vậy hãy tự giữ lấy mình e rằng vì sự ăn uống quá độ sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người và ban ngày Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ còn đến chiều ngài đi lên núi gọi là núi Olive mà ở đêm tại đó Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ, đặng nghe Ngài dạy. Chương 5 Trong ngày ấy, Deborah hát bài ca này với Barak, con trai Abinoam. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Israel và bá tánh dân mình cách vui lòng. Hỡi các vua hãy nghe, hỡi các quan trưởng khá lắng tai, Ta sẽ hát cho Đức Giê-hô-va. Ta sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi Ngài ra từ Seir, khi trải qua đồng bằng Edom, thì đất rung, các từng trời nhỏ giọt, đám mây xa nước xuống. Trước mặt Đức Giê-hô-va, núi bèn đổi ra dòng nước, tức núi Sinai kia ở trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày Sam-ga, con trai An-nát và nhằm lúc gia ên, các đường cái đều bị bỏ hoang, những hành khách nương theo các lối quanh quẹo. Trong Israel thiếu quan trưởng, cho đến chừng ta là Deborah chỗ dậy như một người mẹ trong Israel. Người ta đã chọn các thần mới, tức thì cơn giặc có tại trước cửa thành giữa 40.000 người Israel, người ta chẳng thấy cái khiên, cũng chẳng thấy kỳ giáo lòng ta ái mộ các quan trưởng của Israel là những người trong dân sự dân mình cách vui lòng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các người cởi con lừa bạch, ngồi trên khảm đi bộ trên đường cái khá hát mừng. Cậy tiếng của lính cầm cung tại chung quanh bến uống nước. Người ta hãy kính khen việc công bình của Đức Giê-hô-va và cuộc quản trị công bình của Ngài tại nơi Israel. Bây giờ dân sự của Đức Giê-hô-va đi xuống cửa thành hỡi Deborah, khá tỉnh thức, tỉnh thức, hãy tỉnh thức, tỉnh thức, hát một bài ca. Hỡi Barak, khá trỗi dậy, hỡi con trai của Abinoam, hãy dẫn những phu tù người đi. Bây giờ, kẻ còn sót lại trong dân sự đều xuống, đến cùng các tráng sĩ đặng ra trận. Dân sự của Đức Giê-hô-va xuống đánh kẻ dõng sĩ. Từ Ephraim đến những người có gốc nơi Amalek, sau ngươi có Benjamin là người ở giữa đoàn dân ngươi. Các quan trưởng đến từ Maki và những kẻ cầm cây phủ việc đến từ Sabulon. Các quan trưởng của isaka đều theo Deborah. isaka và Barak đồng một ý nhau. Người sông đại vào trũng gần các suối của Ruben. Có lắm điều nghị luận trong lòng. Nhưng sao ngươi ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên gần bên các suối Ruben có lắm điều nghị luận trong lòng galaát cứ ở bên kia sông yordan còn đan sao ở lại trên các chiếc tàu ase ngồi nơi mé biển an nghỉ trong các cửa biển mình sabulon và Nep-ta-li là dân tộc liều mạng mình ở trên các nơi cao của đồng ruộng các vua đến chiến tranh các vua canaan chiến tranh tại tha anát tại nước megido xong chẳng cướp lấy được tiền bạc các tầng trời có dự vào chiến trận những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sisera. Khe Kishon đã kéo trôi chúng nó, tức là Khe ki đời xưa. Hỏi linh hồn ta, ngươi có dài đạp năng lực dưới chân. Bây giờ, vó ngựa bèn dậm đất vì có những chiến sĩ sải, sải chạy mau. Sứ giả của Đức Giê-hô-va phán, hãy rửa xả Mero, hãy rửa xả rửa xả dân cư của nó vì chúng nó không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va không đến tiếp trợ Đức giê đánh các dõng sĩ. Nguyện cho gia en vợ Hebe người Kê-nít được phước giữa các người đàn bà. Nguyện người được phước giữa các đàn bà ở trong trại. Sisera xin nước, nàng đem cho sữa. Nàng lấy chén kẻ sang trọng mà thết mở sữa cho. Một tay, nàng nắm lấy cây nọc, còn tay hữu cầm cái búa của người thợ. Nàng đánh Sisera, bữa đầu hắn ra, đập bể đầu và đâm lũng màng tang hắn xỉu té nằm tại chân nàng hắn xỉu té tại chân nàng và tại chỗ hắn xỉu hắn té chết cứng mẹ của shishera ở cửa sổ xem thấy bèn kêu qua sông mặt võng mà rằng vì sao xe con đến chậm trễ tại sao các xe con đi chậm giường ấy những kẻ khôn ngoan trong bọn hầu người trả lời mà mẹ hắn cũng nói thầm rằng chúng há chẳng tìm được của cướp sao Họ há chẳng phải chia phân của đó ư. Một vài con gái cho mỗi người chiến sĩ. Một của cướp bằng vải nhuộm về phần Shishera. Một của cướp bằng vải nhuộm theo. Một cái áo vải nhuộm, hai cái áo vải theo cho cổ của người thắng trận. Ôi Đức Giê-hô-va, nguyện hết thảy kẻ cừu địch Ngài đều hư mất như vậy. Nguyện những kẻ yêu mến Ngài được giống như mặt trời khi mọc lên rực rỡ. Đoạn, xứ được hòa bình trong 40 năm. Chương 6. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Israel. Vì sợ người Ma-đi-an nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống dân madian với dân amelet và người phương đông đi lên đánh israel đóng trại đối ngang người phá hại mùa màng của xứ cho đến gaza và không để lại trong israel lương thực gì hoặc chiên bò hay là lừa vì chúng nó đi lên đem theo bầy súc vật và trại mình loáng đến khác nào một đám cào cào người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hại vậy vì cớ dân madian Israel bị nghèo khổ bẩn chật, nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Bây giờ, vì dân Israel đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân ma đi an nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel. Người nói cùng chúng rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel phán như vậy. Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó và có phán rằng: Ta là giê Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân Amorit tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta. Đoạn Thiên sứ của Đức giê đến ngồi dưới cây thông Opra thuộc về Joash, người Abiezerit Gedeon, con trai người, đang đập lúa mạch trong bàn ép đặng giấu khỏi dân Ma an. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: "Hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi." Gedeon thưa rằng: "Ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi?" các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuộc lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ ai tô sao? Vì bây giờ, Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân ma đi -an. Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng, Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân ma đi -an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng, Thang ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel kia, trong chi phái Manasseh, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại dân Ma đi-an như đánh một người vậy. Gideôn thưa lại rằng: Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa phán cùng tôi. Xin chớ gian khỏi đây cho đến khi tôi trở lại cùng Ngài, đem của lễ tôi để trước mặt Ngài. Ngài đáp, ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại. Gideon bèn đi vô, dọn sẵn một con dê con, lấy một ê e pha bột, làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vào nồi, rồi đem ra dâng các món ấy cho Ngài ở dưới cây thông. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng, hãy lấy thịt và bánh nhỏ không men để trên hòn đá này, rồi đổ nước thịt ra. Gideon bèn làm như vậy. Bây giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va dơ đầu gậy Ngài đang cầm nơi tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không men. Lửa từ hòn đá bốc lên, thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men. Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. Gideon thấy rằng, ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn la rằng, Ôi Chúa Giê-hô-va, khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Gideon bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam. Tại Opera, thành của người Abieserit, cái bàn thờ ấy vẫn còn lại đến ngày nay. Trong cũng một đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng Gedeon rằng, Hãy bắt con bò đực tơ của cha ngươi và một con bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá dỡ bàn thờ thần ba anh tại nhà cha ngươi và đánh hạ hình tượng Asera ở trên đó. Đoạn, tại nơi chót hòn đá này, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và sắp đặt mọi việc. Rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì dân làm của lễ thiêu với gỗ hình tượng Asherah mà ngươi đã đánh hạ. Gideon chọn lấy 10 người trong bọn đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và vì người sợ nhà cha mình cùng kẻ trong thành, nên không dám làm theo lệnh ấy ban ngày, bèn làm ban đêm. Sớm mai, khi dân trong thành thức dậy, thấy bàn thờ của thần Ba Anh đã bị phá dở, hình tượng Asherah ở trên bị đánh hạ, và con bò đực thứ nhì đã dâng làm của lễ thiêu trên bàn thờ mới lập đó. Chúng hỏi nhau rằng, ai làm điều đó? Đoạn hỏi thăm và tra xét. Có người nói cùng chúng nó rằng, ấy là Gideon, con trai Dô Ách đã làm điều đó. Dân trong thành bèn nói cùng Dô Ách rằng, hãy biểu con người ra, nó phải chết vì nó đã phá dỡ bàn thờ thần Ba Anh và đánh hạ hình tượng Asherah ở trên. Joach đáp với những kẻ giấy nghịch cùng mình rằng, Các ngươi há có ý binh vực ba anh sao? Há có phải các ngươi muốn tiếp cứu nó ư? Ai theo phe ba anh sẽ bị xử tử kể từ sáng ngày nay. Nếu hắn là chúa thì chính hắn hãy tranh luận lấy chứ, bởi vì người ta đã phá dỡ bàn thờ của hắn. Vậy, trong ngày đó, người ta gọi Gedeon là Yeru Ba Anh mà rằng, Ba Anh phải tranh luận cùng người, vì Gedeon có phá vỡ bàn thờ của hắn. hết thảy dân Madian, dân Amalek và người phương đông đều hiệp lại đi ngang qua sông Yodan và đóng trại tại trũng Gidre'en. Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Gedeon, người thổi kèn. các người Abiezerit bèn hiệp lại đặng theo người. người cũng sai sứ giả đi khắp Manashe. người Manashe bèn nhóm hiệp đặng đi theo người. đoạn Người xa sứ giả đến chi phái Ase, Sabulon và nephtali Họ cũng đi lên, mà hiệp với người nữa. Gedeon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, Nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Israel y như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một lốt chiên trong sân đạp lúa. Nếu sương chỉ đóng trên lốt chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ nhận biết Chúa dùng tay tôi giải cứu Israel y như Chúa đã hứa vậy việc bèn xảy ra như vậy. Ngày mai, Gedeon dậy sớm, ép vắt lốt chiên, thì sương chảy ra đầy một chén nước. Gedeon lại thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, Xin cơn thành nộ Chúa chớ nổi phần cùng tôi, tôi chỉ sẽ nói lần này thôi. Xin Chúa để tôi làm thử với lốt chiên chỉ một lần này mà thôi. Xin cho một mình lốt chiên phải khô, còn xương lại đóng khắp trên đất trong đêm đó đức chúa trời bèn làm như vậy chỉ một mình lốt chiên thì khô còn khắp trên đất lại bị sương phủ